When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. But I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Sắp tới đây anh rồi, anh có chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ dành tặng cho Mita. Thì anh hy vọng với món quà này em sẽ nó sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em trong những ngày đông giá lạnh. Và anh sẽ không tiết lộ gì nhiều đâu. Em xem clip này sẽ hiểu tấm lòng và tình cảm anh dành cho em. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm
đây là lần đầu tiên anh làm một clip dành tặng cho một người con gái. Thì thực sự trong clip này cũng có rất là nhiều sai sót và cũng có những cái lời tâm tư anh chưa thể nào mà gửi gắm được trong clip này. Nhưng mà anh hy vọng là em sẽ hiểu và em hiểu và em cảm nhận được cái sự tấm lòng của anh trong này. Thì món quà này anh muốn dành tặng cho em nhân dịp Noel. Thì thời gian mình quen nhau cũng chưa lâu nhưng mà anh cảm nhận rất là nhiều giữa trong hai chúng ta. Thì cái con đường phía trước rất là dài, thì anh hy vọng rằng anh và em sẽ cùng nhau đi đến con đường đó, và anh sẽ là người đem lại đến hạnh phúc cho anh, cho em. Chúc em có một ngày Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas, I love you, Mita.